Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là tiền vệ Frank Lampard phiên bản Icon The Moment. Điểm mạnh đầu tiên của Lampard phải kể đến đó là khả năng bắn phá từ xa. Với việc gameplay mới đã fit xuất xa, dắt đê các kiểu, thì việc sở hữu những con hàng có bộ chỉ số dứt điểm khủng sẽ giúp anh em dứt điểm nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tất nhiên tư thế dứt điểm ở meta này là rất quan trọng, và nếu anh em đảm bảo được Lampard có một tư thế chuẩn trước khi ra chân, việc ghi bàn sẽ không mấy khó khăn. Lampard có thể sút tốt với mọi kiểu sút từ D, DD đến ZD, và tất nhiên là cũng không thể thiếu những pha sút cháy lứa bằng FD. Với chỉ số ở mức cao so với mặt bằng chung, nhất là bộ chỉ số về tấn công, nên lúc này vị trí CAM sẽ là thích hợp nhất cho Lampard để giải phóng anh khỏi việc phòng ngự, tập trung nhiều hơn cho việc tổ chức tấn công. Đó là chưa kể, anh sở hữu một mức lương cũng không hề dễ chịu, và thường người chơi cũng sẽ ưu tiên một mức lương cao cho cầu thủ trên hàng công trước. Xét về khả năng xử lý bóng, không biết do thay đổi về gameplay hay nó đến từ bộ chỉ số khủng của Lampard, nhưng mình cảm nhận anh rê bóng có phần mượt hơn một chút so với những ấn tượng của mình về Lampard trước đây, và phần nào đó giúp cho việc cầm bóng với Lampard có phần dễ dàng hơn, thậm chí là vẫn có thể rê bóng qua người khi cần hay xoay sở để tìm ra góc dứt điểm thuận lợi. Bên cạnh đó, tốc độ của Lampard cũng đã được cải thiện nhiều, giúp anh có phần thanh thoát hơn so với trước đây và không còn bị thua thiệt trong những tình huống đòi hỏi tốc độ. Khả năng chịu va đập của Lampard là khá tốt, anh không dễ bị bắt nạt. Những tình huống chủ động đè xe che bóng của người không phổi luôn mang lại sự khó chịu cho đối phương. Ngoài trừ những đối thủ có thể hình vượt trội hơn anh, phần còn lại sẽ không dễ để thử uy sức mạnh với cựu cầu thủ của Chelsea. Khả năng phân phối bóng cũng đã có rất nhiều sự nâng cấp. Tính sát thương trong những đường truyền mang tính chất quyết định của Lampard là rất cao. Khả năng truyền dài với độ chính xác gần như tuyệt đối, cùng với đó là những pha đập nhả bóng ngắn ở tốc độ nhanh rất ok với các đồng đội. Nhìn chung, đây là một trạm luân chuyển bóng rất đáng tin cậy dành cho anh em. Nếu xét chi ly hơn ở trong team color Chelsea, mình vẫn đánh giá khả năng truyền bóng của Reiner nhỉnh hơn một chút. Cụ thể là ở những tình huống khó như kiểu truyền bóng qua khe hẹp, tiền vệ người Bỉ sẽ có phần làm tốt hơn. Nhưng nếu anh em yêu thích Lampard, đây vẫn là một mùa giải đáng đầu tư. Tổng kết lại, màn trình diễn của Lampard phiên bản lần này là rất ấn tượng. Nếu anh em đang sở hữu những phiên bản khác của cựu cầu thủ người Anh và mạnh về tài chính, anh em có thể nâng cấp lên phiên bản này và trải nghiệm. Và trên đây là bài review của mình về Frank Lampard phiên bản Icon The Moment. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.